Sự việc diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 5 trên đường Trịnh Văn Bồ, đoạn gần khu công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội và được camera hành trình của chiếc ô tô con ghi lại. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, các phương tiện di chuyển qua ngã tư, bất ngờ phía trước xuất hiện người đàn ông điều khiển xe máy, kéo theo xe cải tiến chở vật liệu đi ngược chiều, cắt ngang dòng phương tiện. Hành vi ngang ngược của người đàn ông đi xe máy khiến nhiều ô tô phải vội vàng giảm tốc độ để tránh né. Rất may đã không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nhiều người bày tỏ bức xúc với hình ảnh quá quen thuộc trên đường phố. Phần lớn là xe máy cũ nát được cải tiến, tân trang để chở hàng thuê. Những chiếc xe này thường không gắn biển kiểm soát, chạy rất ẩu, ngang nhiên đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hành vi dùng xe máy kéo theo xe khác bị phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng. Nếu gây tai nạn giao thông thì áp dụng hình phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Cùng với hành vi đi ngược chiều, mức phạt có thể tăng lên từ 1 đến 2 triệu đồng. Mức phạt tương đương giá trị xe máy cũ nát, nên nhiều người vẫn bất chấp vi phạm rồi sẵn sàng bỏ cả phương tiện, gây khó khăn trong quá trình xử lý.